Anh thanh niên năm nay đã ngon nghẹt 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời, đăng cái tớ bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần đôi, anh bối rồi, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quán xa anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em mà, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Yeah. Okay. Anh kể về những ngày xưa lúc anh